là Huy sinh lấy từ đất núi nha. Giờ đây cùng anh Lâm với một số bạn lấy về để chế tạo huy sinh từ đất núi các bạn. Anh Triệu có huy sinh ở trong này nè. Bây giờ các bạn, ok, xuống núi. Tuyệt vời chưa? Rất là dễ để mà tạo nguồn vi sinh cho vườn. Theo như bản pháp này, một chuyên gia về nông nghiệp thì chỉ cần hốt đất mùn ở các cái khe núi, các cái gốc cây ở trong rừng thì nó sẽ là nguồn vi sinh. Và nếu mà muốn nuôi nguồn vi sinh này để mà thoải mái tưới vườn, tưới cây, chăm sóc vườn thì chúng ta chỉ cần cho nó ăn một ít khoai tây xay nghiền nhỏ. Và như vậy chúng ta có thể nuôi một thùng vi sinh và chúng ta tưới cho vườn mà chúng ta không phải tốn tiền để mua phân vi sinh đóng bao. Tất cả các cái hốc đất này đều là có vi sinh hết. Vi sinh hết, không có vi sinh làm sao mà tiêu trừ. Có vi sinh thì nó mới tạo độ mùn như vậy. Nó sẽ phân hủy lá mục. Cái vườn của bản Pháp ở bên kia suối. Và bạn chỉ cần làm mấy chục thùng vi sinh đủ các loại là dư sức để mà dư phân để mà tưới chăm một cái vườn rộng cả hơn một mẫu. Vi sinh chỉ lấy có chừng này thôi, có một chút xíu vậy thôi mà có thể tạo được một thùng và tưới thoải mái luôn. Đây là khoai tây nghiền. Lấy khoai tây sạch xay nha, xay với nước sạch nha. Đó, xay nước sạch đừng tạp lung tung á, nó sẽ ảnh hưởng tới vi sinh bản địa nha. Xay ra ngoài nước phải không? Đây là đất núi, không? Đất núi mốc nè, lá mốc nè. Chúng ta có sẽ dùng cái độc lưới á, nó nhỏ nhỏ bỏ vô cũng được. Còn không có thì chúng ta sẽ dùng cái rổ nha. Một người đỡ cái đây dùng cái. Đây. Đó. Rồi, để xuống. Mắt thường chúng ta không thấy vi sinh được thì rõ ràng vi sinh nó sẽ dễ dàng lọt qua những khe này thôi. Đây. Chúng ta xây nó giống như là sàn gạo vậy đó, không? Là vi sinh nó sẽ tự ra. Rồi chú ý là mấy cây tre đồ á, nó xốc tay, làm kỹ hơn thì mang cái bao tay vô. Đó, đãi nè, đãi như đãi vàng đó. Giờ vàng ở dưới đấy. Đấy, rồi hết rồi không? Tiếp tục. Thấy không, vi sinh anh mấy đây là sắp phân hủy hết rồi. Dạ. À, chính nhờ có nói, không có nói thì làm gì mà phân hủy được. Là nhờ nó hàng triệu vi sinh trong này nè, trong vài lò giống như người ta bán đâu. Đúng, chính xác luôn. Nó có tất cả trong các môi trường, cạn nước, không khí, độ mặn nó cũng có. Ở dưới biển vẫn có, bình thường. Đây, đây bột đó. Chán gì. Con người toàn làm khó cho nhiều. Là đất mùn lấy từ trên rừng về. Đấy, lên rừng về đấy. Đó, bắt đầu bỏ vào như vậy là vi sinh nó sẽ lọt vào xuống dưới trong cái bồn nước này. Đây lần đầu tiên anh quay luôn á. Ok chưa? Rồi. Thấy không đoạn á, khoai tây. Vi sinh nó cần phải ăn. Ăn để cho nó yêu nhau, nó quấn lấy nhau phải không? Nó sinh ra. Nhân. Hôm nay cho khoai tây vô. Không. Rồi ta vô. Nghe chưa? Nghe chưa? Kể từ đây là vi sinh nó đang nhân rồi đấy. Có thấy cái bọt không? Cái bọt là sao? Cái bọt có nghĩa là sau cái này á, đậy ra rồi trong vòng 3 ngày, 7 ngày là nó đem nó nổ bọt lên là những con vi sinh đó nó đang hoạt động. Còn nếu không hoạt động là coi như không có vi sinh, chết.
có bọt là có những con vi sinh. Nó có những cái dấu hiệu để mình biết được. Đây là cái muối biển, thật là khón từ trên rừng chảy xuống biển. Và chúng ta bổ sung vô khón này. Và dùng cái này tứ cây là vừa bổ sung vi sinh phải không? Vừa bổ sung khón luôn. Trong muối biển thì có tới là 80 mấy thành phần khón, trong đó là tới 10 mấy loại là cây trồng đã cần rồi. Rất là dồi dào. Tại sao phải đi mua? Một bà con dân bản họ chỉ cần ăn muối biển thôi. Đó. Một bị muối này có mấy ngàn bạc à? Đi mua chi? Rồi bắt đầu là dùng cái thanh que sạch nha. Que sạch. Chúng ta khuấy vào thấy là để cho vi sinh nó đều phải không? Mà thức đang ăn đều để vi sinh ăn. Đó. Và thường khuấy là mình cung cấp một cái lượng oxy á vào trong luôn. Vậy là đến khi mình lấy ra tưới nó vẫn loạn như vậy. Nó vẫn loạn như thế này. Rồi bây giờ thì sẽ chỉ tiếp theo. Đi qua đây em chỉ cho. Bây giờ chúng ta lấy phân gà nha. Mọi người muốn kết hợp với cái vi sinh mà mình lấy từ núi á, một cái dòng phân nào đó, ví dụ phân bò, phân gà, phải không? Là phân gì đó thì chúng ta lấy phân đây, đây là thùng phân gà hoai mục ha. Phân gà đã hoai mục rồi. Đã hoai mục này. Còn không sử dụng tươi đúng không ạ? Không sử dụng tươi. Cái này em cấy vi sinh đất núi và nó trở thành như thế này, nó không mùi hôi. Thật sự không mùi hôi, anh thử coi, em thề anh chết luôn. Đúng rồi. Xử lý bằng thơm luôn vẫn hôi. Bằng vi sinh đất núi, đây là chứng minh, không? Vi sinh ăn hết đồ cái hôi. Thay vì mình bón cái này ra vườn thì cây nó có thể nó lên không đồng đều, nhưng bây giờ đưa vô vi sinh luôn, kết hợp luôn. Cái phân gà bình thường vô tư. Rôm khi mà gà nó sống á là cứ một tuần mình rải rôm một lần để lớp phân nó trồng lên. Nó trồng lên là mình chế vi sinh trong chuồng luôn. Chế trong chuồng bắt đầu cái động tác của con gà nó bới thế này. Nó bới cuối cùng là rôm và phân trộn lẫn với nhau. Tươi bục luôn. Thì cái này là bón vô là ok luôn. Tức là em đi lấy mun trên đất trên núi về xong mình thả vô ruộng của gà. Không. Dạ. Mình cứ thả vô rồi mình chế vi sinh. Rồi con gà nó bư nó bới trộn với phân của nó thì nó sẽ phân hủy ra như thế này thôi. Đây. Thấy nó nổi bọt không? Nổi bọt càng nhiều ha. Vi sinh rất là nhiều. Nó mới như thế này. Còn bây giờ thì bây giờ mình đã có thùng vi sinh rồi. Bây giờ mình muốn đưa một cái lượng dinh dưỡng thích hợp vào đây. Đúng không? Thì mình chọn phân bò, phân gà hay phân cá gì cũng được, đúng không? Thì bây giờ mình chọn phân gà này, không? Mình đưa thẳng vô mình trộn được, nhưng mà mình không thích, mình chỉ muốn lấy nước thôi. Nước lọc đó không? Rồi mình hò nó ra. Không hôi. Em nói rồi mà, sử dụng cái đấy. Đấy, nó lại chảy ra phải không? Thì dùng cái nước này, tưới. Thì anh tưởng tượng đâu? Phân gà thì thành phần dinh dưỡng rất là cao, cộng với kết hợp vi sinh nữa. Thì là nhất là còn gì nữa? Bã đậu nành nè, ủ bã đậu nành cũng được. Khi mà trộn cái thùng vi sinh rồi, ra đi tới cái chỗ mà người ta làm đậu nành đó, mình mua một cái bao sắc đậu và đổ thẳng vô thùng luôn, đậy nắp lại, chờ nó phân hủy ra, lấy nước tưới. Trường hợp chị không muốn nuôi gà hay không muốn nuôi lợn, kiểu đó. Thay thế bằng vỏ đậu nành. Đúng. Không phải đậu nành, xác bã đậu nành. Còn không á, là một phương thức là chị mua đậu nành nguyên, ví dụ vài ký không, về rang. Rang chín rồi bạn nó xay đi, xay rồi ném vô luôn, đậy đắp lại, tự tốt như mơ luôn. Rất là nhiều. Nó là quan trọng là thùng vi sinh của mình tốt thì mọi cái thứ đều xử lý được hết vấn đề. Cái này ví dụ như mình có rác thải hữu cơ mình có vào đây. Hồi nãy em nói là mấy cái rác thải của gia đình của chị á, chị sắm một thùng vi sinh rồi cũng làm như nãy á. Rồi có tất cả rác thải bỏ vô, nhưng mà hãy canh liều lượng nha. Ví dụ đây là nước nhiều nè, ví dụ như chị đổ nửa thùng thôi để cho chị bỏ rác nó ngập á, rồi đậy lại. Sau đó là chị lấy cái ghèo á, hay cái ca đó, múc cái nước đó nó ra rồi, múc cái nước đây tự cày, nhưng mà pha loãng ra, tại vì cái thành phần dinh dưỡng nó rất là đậm đặc luôn. Pha loãng ra ví dụ như là một lít, tại vì
trong quá trình chị ủ thức ăn á, là nó chảy nước. Lấy một lít nước đấy, pha với nhân bây giờ 20 lít nước, 50 lít nước, họ lõng ra, tưới. Công nghệ như thế rồi. Một lít mà pha được 4-50 lít luôn hả? Bình thường. Bình thường. Chứ nếu mà nó đậm đặc như thế thì càng tốt chứ hả? Có một số dòng, ví dụ như là thức ăn thừa đậm đặc thì không sao. Nhưng mà nếu mà dịch cá mà chị mà tưới mà đậm đặc á, là cháy lá luôn. Tại vì tùy theo loại thôi. Tại vì là thành phần của cá nó rất gì đậm đặc đó. Nên là đối với mà cá mà để tưới cây á, pha loãng ra, nếu mà để an toàn là 1 lít nhân cho 200 lít hoặc là 100 lưỡi lít. Còn mà thấp hơn là nguy hiểm. Nhưng cũng tùy theo từng loại cây trồng nha. Với loại rêu lá thì nó dễ bị kích ứng, nên mình pha 200 lít. Nhưng mà đối với cây ăn quả thì vô tư, 1 nhân cho 20 lít cũng bình thường. Cây ăn quả không có thể chết được với cái liều lượng đặc, đúng không? Tùy theo loại cây nữa. Và bón tùy theo thời điểm nữa. Thế là vậy cái nước này thì mình chưa tìm. Đó. Còn đối với vi sinh, đối với vi sinh mà chị chưa bỏ phân vào, mà chỉ có thùng vi sinh thôi, chị cứ tưới thoải mái. Tại vi sinh không ảnh hưởng tới đất, càng nhiều càng tốt. Không sao. Tức là khi có phân rồi mình phải chú ý về cái vấn đề tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ về phân và tỷ lệ từng giai đoạn cây trồng và từng loại cây trồng để áp dụng cho tốt. Còn đây, ví dụ ở đây là sát bã của nó phủ lên mặt lúa và nó sẽ tiếp tục phân hủy tiếp, phân hủy trở thành mùn luôn. Quay chứ không có chụp. An ơi, Hải ơi, Trần ơi. Tụi mình vừa mới làm đất xong là ban mặt bằng. Sau khi ban mặt bằng vậy thì là tưới vi sinh, tưới hỗn hợp nước có vi sinh vào phân và lên đất. Tưới vi sinh, còn một bàn khác thì lấy rơm. Lấy rơm về để rải lên mặt đất. Trai bản lấy rơm về đó. Sau khi tưới vi sinh và rải rơm thì một bên này sẽ gieo hạt và một bên sẽ cấy cây con. Yên tâm là cây sẽ phát triển tốt khi mà đã được đất đã được chăm sóc bằng vi sinh và hỗn hợp phân nước và cái sinh khối tạo độ mùn độ ẩm. Và đây là toàn cảnh cái vườn của bản Pháp ở rừng Ước Mơ Farm Stay ở Sapa, Lào Cai. Hy vọng là những cái hướng dẫn của bản Pháp và những cái thông tin mình đưa ra sẽ giúp ích cho cộng đồng những người làm vườn theo hướng thuần tự nhiên, theo hướng hữu cơ, để chúng ta cảm thấy là cái việc này không còn khó khăn nữa. Và khi cái việc mà làm nông, trồng rau, trồng cây mà không còn khó khăn, không cần tốn kém, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cuộc sống an nhàn hơn, thoải mái hơn, bớt phải áp lực kiếm tiền hay là bớt phải áp lực mua thực phẩm bẩn, hay là chúng ta cũng có một cái niềm vui trong cuộc sống, trong công việc khi mà chúng ta dễ dàng để mà sản xuất ra và dễ dàng để mà làm nên những cái khu vườn xinh đẹp và giá trị và có lợi ích ở trong thực tế. Mình có thể xem qua cái vườn của bà này, bà nuôi gà đó để lấy phân và cũng là
khi nguồn rau củ quả trong vườn không xài hết thì cho gà ăn. Và đây là cái giống gà đen của Tây Bắc, một cái giống gà mang tính dược liệu cao. Đây là vườn cải, một đặc trưng của Sapa là cải để ép lấy tinh dầu. Và sắp tới tháng 3 là đến lễ hội mùa hoa cải ở đây. Ok, vậy thôi. Mình sẽ tiếp tục làm vườn và sẽ tiếp tục thông tin khi mà sau khi tích lũy được cái kinh nghiệm và trong áp dụng được những cái lý thuyết và kinh nghiệm mà những cái chuyên gia như bạn Pháp chia sẻ và mang lại các cái hiệu quả thực tế. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.